Tập 10. Mượn dao giết người. Vì sao tiên sinh lại nghi ngờ Trung Ly Xuân? Trung Ly Xuân có ý muốn lấy Hạ Quan, nhưng khi đến nhà người thầy bói kia xem, thì người thầy bói nói là giữa Hạ Quan và cô ấy không có nhân duyên. Nghe xong, cô ấy đã nổi cơn lôi đình. Liệu có phải vì chuyện này cô ấy tức giận đã giết chết người thầy bói đó không? Trung Ly Xuân không đến nỗi như vậy đâu. Đại tướng quân Trung Ly Xuân đã bỏ đi rồi ạ. Bỏ đi từ khi nào? Tối hôm qua. Cầm tiên sinh đã cho người đi tìm cô ấy nhưng đến giờ vẫn chưa thấy về. Đại tướng quân, đại tướng quân. Đại tướng quân, đại vương triệu tướng quân vào cung ạ. Tướng quân, mau đi đi. Vi thần khống kiến đại vương. Ngồi đi. Tạ ơn đại vương. Việc người thầy bói trong thành bị giết, khanh đã nghe nói rồi chứ? Thần có nghe nói ạ. Khanh có biết kẻ nào đã giết ông ta không? Việc này có người nói là do thuộc hạ của khanh giết. Có thể như vậy. Người đó là ai? Giờ chỉ là phỏng đoán thôi, vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng. Cái khanh phỏng đoán ai? Là Trung Ly Xuân. Có phải là nữ hộ vệ của Tôn Tẫn không? Vì sao cô ấy lại giết chết người thầy bói đó? Nghe nói là vì chuyện hôn nhân. Người thầy bói đó nói số của cô ấy và Tôn Tiên Sinh không thể trở thành vợ chồng, nên cô ấy tức giận đã giết chết người thầy bói đó. Điều này là do ai nói? Đây là sự phán đoán của quân sư. Thành hãy mau chóng đưa Trung Ly Xuân vào cung. Quả nhân muốn đích thân thẩm vấn cô ấy. Tối hôm qua cô ấy đã rời khỏi nhà của vi thần. Hãy nhanh chóng bắt Trung Ly Xuân về đây. Tuân lệnh. Việc này kinh động đến cả đại vương ư? Những chuyện về Trung Ly Xuân tướng quân nói cả ra rồi ư? Ta không nói không được, hình như đại vương đã biết. Sao đại vương lại biết? Đại vương lệnh cho ta phải truy bắt Trung Ly Xuân. Chỉ là vì chuyện người thầy bói đó thôi ư? Hình như là phải, mà hình như cũng không phải. Tìm thấy Trung Ly Xuân chưa? Chưa ạ. Hạ Quan đã tìm khắp các quán trọ ở thành Lâm Chi, nhưng đều không thấy cô ấy. Hạ Quan đã đi ra bốn cổng thành. Các binh sĩ ở phía cổng Tây nói là tối hôm qua có một người mang kiếm trèo tường ra ngoài. Theo sự miêu tả của các binh lính, Hạ Quan dự đoán rằng đó là Trung Ly Xuân. Hạ Quan đã lấy ngựa ra ngoài thành đuổi theo một đoạn, nhưng không đuổi kịp cô ấy. Xem ra cô ấy giết người và bỏ trốn rồi. Ai giết người rồi bỏ trốn cơ? Trung Ly Xuân. Cô ấy giết ai? Tối hôm qua người thầy bói ở trong thành đã bị giết chết. Sao tướng quân lại khẳng định đó là Trung Ly Xuân? Đây là sự phán đoán của quân sư. Chắc là vì chuyện hôn nhân khiến cô ấy tức giận ông thầy bói đó. Không thể như vậy được. Tối qua lúc đêm khuya, Hạ Quan còn nhìn thấy người thầy bói kia. Hơn nữa, các binh lính ở cổng phía Tây nói trước lúc đêm khuya Trung Ly Xuân đã vượt tường ra ngoài rồi. Tiên sinh, người gặp thầy bói đó ở đâu? Ở ngoài phố. Lúc đó một người hầu của Châu Kỵ đang đưa ông ấy về phủ của họ Châu. Tiên sinh không nhìn nhầm đấy chứ? Không đâu. Người thầy bói nó còn nói vài câu với Hạ Quan cơ mà. Ta muốn nói là người hầu của Châu Kỵ cơ. Không sai đâu. Hạ Quan đã gặp hắn trong phủ của Châu Kỵ. Như vậy thì cái chết của ông thầy bói đó là âm mưu của Châu Kỵ rồi. Nếu là âm mưu của Châu Kỵ thì việc này gai rồi. Tên bắn trước mặt còn tránh được, chứ tên bắn lén rất khó đề phòng. Đại vương, nếu Điền Kỵ đã thừa nhận rằng người thầy bói đó là do thuộc hạ của ông ta giết, vậy thì nên lập tức bắt ngay Điền Kỵ và Tôn Tẫn. Điền Kỵ thản nhiên thừa nhận như vậy, nên quả nhân cảm thấy không tiện xuống tay. Đại vương, đó là cách lùi để tiến của họ. Đại vương chỉ nên bị mê hoặc bởi những hiện tượng giả dối đó. Quả nhân không bị mê hoặc đâu. Quả nhân cũng sẽ lùi để tiến, lấy tĩnh quan sát động. Đợi sau khi họ bắt được Trung Ly Xuân về, có được khẩu cung, quả nhân sẽ xử trí họ. Như vậy thì các đại phu trong triều và dân chúng mới tâm phục khẩu phục. Nếu bọn họ không bắt được Trung Ly Xuân thì sao?
Như vậy chứng tỏ là bọn họ có tật giật mình. Quả nhân vẫn có thể xử trí họ. Trung Lý Xuân làm như vậy thì chuyện giả hóa thành thật rồi. Đây đúng là ý trời. Ta lo là Trung Lý Xuân sau khi biết chuyện này sẽ quay về làm chứng. Tướng quân nên làm tướng đi, để dồn Điền Kỵ và Tôn Tẫn vào chỗ chết. Ta sẽ làm như vậy. Đại tướng quân, giờ biện pháp tốt nhất là hãy giao lại binh quyền lấy phòng thủ thay tấn công. Không được, không được. Nếu chúng ta giao lại binh quyền thì rất khó đối phó với Châu Kỵ. Châu Kỵ cũng chẳng làm gì được chúng ta, chủ yếu là đại vương. Giờ chúng ta giao lại binh quyền thì mới có thể xóa bỏ được sự nghi ngờ của đại vương và tránh được tai họa chết người. Rừng xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Hơn nữa trong quân đội còn có bọn tướng quân Điền Quốc. Châu Kỵ trong một thời gian ngắn cũng không thể nhúng tay vào được. Quân sư nói có lý lắm. Này, điều quan trọng nhất là phải xóa bỏ sự nghi ngờ của đại vương đối với chúng ta. Đại vương, gần đây vi thần không được khỏe, không thể nắm giữ quân quyền. Xin đại vương hãy thu lại binh phù để chọn tướng tài khác. Điền tướng quân, quả nhân không có ý thu hồi binh quyền. Nhưng vì tướng quân không được khỏe, quả nhân cũng không muốn ép tướng quân. Nay tạm thời thu lại binh quyền của tướng quân. Điền Kỵ, quả nhân hy vọng là khanh sẽ chịu khó bồi bổ sức khỏe, sau khi khỏe trở lại sẽ tiếp tục giúp sức cho quả nhân. Tạ ơn đại vương. Đại vương, vi thần là môn khách của Điền tướng quân. Nay Điền tướng quân đã giao lại binh quyền thì vi thần cũng không thể làm quân sư được. Xin đại vương hãy thu ấn quân sư về. Tôn Tấn, khanh là một quân sư hiếm có. Quả thật là quả nhân không muốn thu hồi ấn sư về. Nhưng Trung Lý Xuân là người mà khanh đưa đến đây. Cô ấy đã giết ông thầy bói. Nếu giữ khanh lại thì các đại phu trong triều sẽ xì xào. Quả nhân tạm thời miễn chức quân sư của khanh. Tôn Tấn, khanh đã lập nhiều công lao cho quả nhân. Quả nhân sẽ không bạc đãi khanh nữa. Quả nhân sẽ phong cho khanh vùng đất An Lạc. Nơi đó trước kia cũng từng là đất phong của tổ tiên. Tạ ơn đại vương. Công tôn tiên sinh, nào hãy cạn chén vì cái bị đặt vu khống của tiên sinh và cũng vì sự trả thù của tướng quân. Cạn chén. Điền Kỵ và Tôn Tẫn cũng còn biết điều đấy. Nếu không... Nào, cạn chén. Tướng quân, Điền Kỵ và Tôn Tẫn tuy đã giao lại binh quyền, nhưng bọn họ quyết không chịu buông tay đâu. Nếu không trừ bỏ bọn họ thì hậu họa sẽ là vô cùng đấy. Điều này ta hiểu.
Tiên sinh có cái gì hay không? Thôi, các ngươi hãy lui ra đi. Lui ra đi. Tiên sinh nói đi. Tướng quân, biện pháp tốt nhất là dùng nhiều tiền bạc mua chuộc thích khách để giết chết bọn họ. Không được. Điền Kỵ tuy không có quân nhưng có rất nhiều thủ hạ môn khách. Hơn nữa trong số môn khách của hắn không thiếu gì cao thủ về kiếm thuật. Nếu thích khách mà thất bại thì mọi công lao trước đây của chúng ta sẽ mất hết. Và cho dù giết được họ thì các tướng lĩnh dưới quyền Điền Kỵ sẽ nghi ngờ là do ta gây ra. Chắc chắn bọn chúng sẽ lấy tính mạng của ta. Nếu cái đó không được thì hãy mượn dao giết người. Mượn dao của ai? Mượn dao của nước Sở. Mượn như thế nào? Lần trước khi nước Sở rút quân, chẳng phải đã nhận lời kết làm đồng minh với nước Tề ư? Đúng thế. Tướng quân hãy chọn thời cơ tâu với đại vương, để đại vương sai Điền Kỵ và Tôn Tẫn làm sứ giả sang nước Sở bàn chuyện kết làm đồng minh. Tướng quân có thể mua chuộc những gian tế mà nước Sở cài ở nước Tề để bọn họ đưa thư mật về với Sở vương, nói là Điền Kỵ và Tôn Tẫn có rất nhiều dạ tâm. Lần trước sau khi đánh bại nước Ngụy, muốn chinh phục các nước chư hầu trong thiên hạ, lần này sang nước Sở bề ngoài là sứ giả nhưng thực chất là để thăm dò tình hình lương thực của nước Sở. Như vậy thì chắc chắn Sở vương sẽ giết chết bọn họ. Kế đó rất hay. Chỉ có điều là chúng ta khó có thể tìm được gian tế của nước Sở. Tại hạ có quen biết một người, người này đã từng ở nước Ngụy. Hay lắm. Việc này sẽ giao cho tiên sinh làm. Công tôn tiên sinh, người ta đều nói Tôn Tẫn là người giỏi mưu mạo tính toán, nhưng theo ta tiên sinh còn hơn Tôn Tẫn một bậc. Lại nào, hãy cạnh tranh vì cái mượn dao giết người nào. Cạnh. Tư tiên sinh, tiên sinh Tôn tiên sinh nghĩ gì vậy? Hôm nay tại hạ càng nghĩ càng tăng quân. Vì sao đại vương lại cử hai chúng ta sang nước Sở? Đại vương nói chúng ta đã từng tiếp xúc với đại tướng quân của nước Sở, nên cử chúng ta sang nước Sở thì dễ bàn chuyện kết làm đồng minh hơn. Một đại tướng quân, một quân sư, chẳng nhẽ đại vương không sợ Sở vương sẽ giữ chúng ta ở lại nước Sở ư? Sao lại không? Ta sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của tiên sinh, nên đã không nói với tiên sinh. Khi nhận lệnh, đại vương có ngầm nói với ta rằng nếu không quay về thì sẽ giết chết cả nhà. Đại vương còn nhấn mạnh rằng đại vương đã biết hai người anh họ của tiên sinh đã quay về nước Tề. Xưa nay hạ quan luôn nghĩ tốt về người khác, nhưng sau mấy phen sóng gió, mỗi khi gặp việc gì, hạ quan không thể không suy nghĩ xem trong đó có ác ý gì không. Đại vương sao có ác ý được? Nếu có ác ý thì đại vương đã không để chúng ta sang nước khác. Không phải là đại vương mà là Châu Kỵ. Châu Kỵ sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ trỗi dậy, nên quyết không chịu buông tay. Lần này sang nước Sở chắc chắn là âm mưu của Châu Kỵ rồi. Âm mưu của hắn là gì? Có thể là mua chuộc thích khách để giết chết chúng ta dọc đường. Đúng là tại hạ muốn mua chuộc thích khách để ám sát họ trên đường đi. Tiên sinh nói là muốn mượn dao của Sở vương ư? Vừa mượn dao của Sở vương, vừa mượn dao của thích khách. Chỉ cần giết được họ thì mượn dao của ai cũng thế thôi. Như thế không được. Nếu Điền Kỵ và Tôn Tẫn bị giết ở dọc đường thì các đại thần trong triều sẽ nghi ngờ ta mất. Vậy thì để họ chết ở nước Sở. Chúng ta có thể đổ trách nhiệm này cho nước Sở. Nước Sở chẳng có lý do gì để giết họ cả. Vậy thì hãy đổ cho nước Ngụy. Nói là do Bằng Quyên gây ra. Nếu ám sát không thành thì sao? Nếu ám sát không thành thì sẽ mượn dao của Sở vương. Chúng ta dùng cả hai cách. Quyết không được để thích khách biết ta đấy.
Xin tướng quân cứ yên tâm. Cuối cùng thì chúng ta đã đến được nước Sở, có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Đã ngoài tầm tay của Châu Hiệu, hắn chẳng thể làm gì nổi chúng ta đâu. Khó nói lắm. Nếu hạ quan mà là Châu Kỵ thì sẽ xuống tay ở nơi mà tướng quân không ngờ tới. Như thế gọi là bất tình lình tấn công vào chỗ không đề phòng. Nếu tiên sinh mà là Châu Kỵ thì gai rồi. Nếu hôm nay tiên sinh đều ngủ rất ngon, còn ta thì đêm nào cũng phải dậy trực đêm. Cứ tiếp tục thế này ta không chịu nổi đâu. Vậy thì tướng quân trách ai? Hạ quan không để tướng quân trực đêm, nhưng tướng quân cứ đòi trực đấy chứ. Ta chỉ lo cho bọn tùy tùng sơ ý thôi. Sau khi đến nước Sở thì đến lượt quân sư đấy. Thôi được, nhưng chân của hạ quan không được khỏe. Nếu không bắt được thích khách thì hạ quan không chịu trách nhiệm đâu đấy. Đi cùng với tiên sinh thật là xui xẻo. Ai đây? Tướng quân, là tôi. Tướng quân, thuộc hạ đây. Đừng đánh cơ, không được ngủ gật đấy nhé. Vâng. Nửa đêm gọi ta nhé. Vâng. Tướng quân làm gì vậy? Ta e bọn chúng sẽ tấn công vào lúc chúng ta không đề phòng. Có phải tướng quân không dám ngủ không? Không phải là ta không dám ngủ, mà là ta không ngủ được. Thôi đừng xấu hổ nữa. Không dám là không dám, đó là chuyện thường tình mà. Người ta dù to gan đến đâu cũng có lúc khiếp sợ, nhất là khi chưa biết lúc nào kẻ địch sẽ tấn công chúng ta. Nói thật nhé, hạ quan cũng không muốn ngủ. Không phải là quân sư không muốn ngủ, mà là không dám ngủ. Cứ coi như không dám ngủ đi. Không phải là coi như, mà là đúng như vậy. Thì cứ coi như đúng như vậy đi. Không phải là coi như đúng như vậy, mà là đúng như vậy. Thôi được, đúng như vậy. Tôn tiên sinh, ở chiến trường hai chúng ta thật là oai phong biết bao. Này vì một tên thích khách không biết từ đâu sẽ nảy nở ra mà suốt đêm chúng ta lại không ngủ. Càng nghĩ càng căm hận Châu Kỵ. Đường đường là một tướng quốc mà lại dùng những thủ đoạn tiểu nhân như vậy, thật là bị ổi. Giờ có chửi mắng Châu Kỵ cũng chẳng ăn thua. Việc cấp bách trước mắt là phải nghĩ cách để ngủ được. Cho dù quân sư có cả muôn nghìn diệu kế, ta cũng không ngủ được, trừ phi không có thích khách. Tục ngữ có câu, không sợ trộm, chỉ sợ cắn trộm. Sở dĩ chúng ta căng thẳng như vậy là vì không biết khi nào thì thích khách sẽ xuống tay. Binh pháp tôn tử nói, đối với thích khách thì binh pháp chẳng ăn thua gì đâu. Tướng quân nghe hạ quan nói hết đã. Binh pháp có câu, người giỏi phòng thủ thì kẻ địch không biết đâu mà tấn công. Chúng ta hãy làm cho kẻ địch không biết đâu mà tấn công đi. Làm thế nào mới có thể khiến thích khách không biết đâu mà tấn công được? Người mà thích khách theo đuổi là sứ giả của nước Tề. Người chúng muốn giết là hại chúng ta. Chúng ta hãy để cho bọn tùy tùng ăn mặc quần áo của chúng ta, bảo bọn họ tung tin là dọc đường đi chúng ta bị ốm phải quay về Lâm Di, để bọn họ thay nhiệm vụ của chúng ta làm sứ giả. Thích khách không tìm được chúng ta thì chẳng biết đâu mà xuống tay được. Thế chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ mặc quần áo dân thường, cưỡi ngựa đi theo từng tắc đến thẳng kinh đô nước Sở. Tướng quân thấy kế sách của hạ quan thế nào? Chẳng thế nào cả. Vì sao? Thế đó là chuyện của ngày mai. Còn tới hôm nay thì vẫn không thể ngủ được. Hạ quan còn có một kế nữa, bảo đảm là có thể ngủ yên giấc. Chỉ có điều là hơi khó chịu một chút thôi.
Khó chịu ta không sợ, chỉ muốn được ngủ yên giấc thôi. Tiên sinh nói đi, phải làm thế nào? Ngủ dưới gầm giường được không? Được, được. Vậy thì ngủ đi. Ai đấy? Vào đi xem sao. Đừng có làm hỏng chuyện. Nếu chúng không chết thì biết ăn nói thế nào. Đã trúng độc thì chẳng ai không chết cả. Ta chỉ lo. Có lo cũng chẳng ăn thua. Họ sẽ không chết đâu. Ngươi là ai? Là kẻ sẽ giết các ngươi. Kẻ có thể giết được chúng ta còn chưa ra đời đâu. Hãy buông kiếm xuống. Ta có thể tha chết cho các ngươi. Đừng hòng. Tôn tiên sinh. Tôn tiên sinh. Hạ quan vẫn còn sống. Tiên sinh có nghe thấy gì không? Bên ngoài hình như có tiếng đánh nhau. Hình như là Trung Ly Xuân. Phép dùng binh là phải dối trá mới thành công. Mọi chuyện đều là giả. Tôn Tấn, ra đi. Trung Ly cô nương, đúng là nàng rồi. Bắt được một tên chạy thoát. Trung Ly cô nương. Trung Ly cô nương. Trung Ly cô nương. Trung Ly cô nương. Quân sư không sao chứ, không sao. Trung Ly cô nương. Trung Ly cô nương. Quân sư. Quân sư không sao chứ, mau mở cửa to ra. Trung Ly cô nương. 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 Nói đi. Kẻ nào mua chuộc ngươi? Ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi. Ngươi không nói, ta cũng biết rồi. Có phải là Châu Kỵ không? Hắn chết rồi. Dù sao hắn cũng là một tên hảo hán. Hãy đưa hắn ra ngoài chôn cất cho tử tế. Vâng. Quân sư, thích khách đã chết. Chúng ta có thể yên tâm làm sứ giả rồi. Hạ quan hy vọng là sẽ có thêm một thích khách nữa. Quân sư đừng hù dọa ta. Nếu có thêm thích khách thì Trung Ly Xuân sẽ xuất hiện. Tiên sinh còn nhớ đến cô ấy ư?
Hạ quan muốn hỏi cô ấy xem những điều Cầm Hoạt nói có đúng không. Cả chuyện cô ấy đã đi theo chúng ta từ lúc nào. Buổi tối hôm đó cô ấy đã biết rõ mọi việc. Việc chúng ta ngủ dưới gầm giường cô ấy cũng biết. Còn chúng ta lại không biết cô ấy ở đâu. Đúng thế, nếu Trung Liên Xuân là một chàng trai thì trên đời này sẽ ít có kẻ thù là đối thủ của cô ấy. Dù cô ấy là con gái thì trên đời này cũng ít có người là đối thủ của cô ấy. Hạ quan chỉ biết có một người ở trên cô ấy thôi. Ai vậy? Công Tôn Duyệt, môn khách của Bằng Quyền. Phu nhân, ta xin lỗi. Thật là không phải, ta lại về muộn. Cái vị châu tướng quốc đó rõ thật là, khi nổi hứng lên thì cứ nói mãi. Ta buộc phải nể mặt ông ấy nên đành phải ngồi cùng ông ấy. Nàng đừng giận ta nhé. Nghe tùy tùng của tướng quốc nói Tôn Tấn đã bị mất chức, vị đại vương sai đi sang nước Sở phải không? Đúng thế. Thiếp còn nghe bọn họ nói một hộ vệ của Tôn Tấn đã giết người. Người hộ vệ đó là con gái. Đại vương đang cho truy bắt người đó. Đúng thế. Nếu thiếp đoán không nhầm thì người hộ vệ đó chính là chị gái thiếp. Đúng. Vì sao chàng không nói sớm cho thiếp biết? Ta e là khi nói ra nàng sẽ lo cho chị ấy. Nhưng thiếp sẽ chẳng thể nào gặp được chị ấy nữa. Phu nhân, đừng buồn. Thế này, đợi khi chuyện này qua đi, ta sẽ xin tướng quốc tâu với đại vương, xin đại vương tha tội cho chị nàng. Sau đó đợi chị ấy quay về, chúng ta sẽ đón chị ấy đến đây cùng ở, được không? Liệu tướng quốc có nghe lời chàng không? Nghe chứ, giờ tướng quốc rất tin cậy ta. Thế đại vương có nghe theo tướng quốc không? Đương nhiên là có, mọi chuyện chỉ quốc an bang của đại vương đều phải dựa vào tướng quốc. Công Tôn, tiếp cầu xin chàng một việc. Được. Dù nàng cầu xin chuyện gì ta cũng nhận lời. Tiếp còn nghe nói Tôn Tẫn bị mất chức là vì đã đắc tội với tướng quốc. Chàng hãy cầu xin với tướng quốc, bảo ông ấy đừng nên làm khó dễ cho Tôn Tẫn nữa, được không? Phu nhân, những chuyện khác ta đều có thể nhận lời với nàng. Nhưng chuyện này thì khó đấy. Bởi vì tướng quốc và Tôn Tẫn có thủ án rất sâu xa. Nhưng chẳng phải là chàng nói là tướng quốc rất tin dùng chàng ư? Chàng hãy cầu xin tướng quốc, ông ấy sẽ nể mặt chàng mà. Tuy là như vậy, nhưng việc này... Công Tôn, chỉ cần chàng hứa với thiếp chuyện này thì lần sau bất kỳ chuyện gì thiếp cũng sẽ nghe lời chàng. Thôi được, ta hứa với nàng. Ai đấy? Công Tôn tiên sinh, là tại hạ đây. Chờ đã, ta ra ngoài một lát, nàng ngồi đây chờ ta nhé. Tướng quốc, thích khách đã thất bại rồi. Chẳng phải ngươi nói là thích khách sẽ không thất bại ư? Có kẻ đã ngầm rút nghìn kỳ vào Tôn Tẫn. Kẻ đó là ai? Có thể là Trung Ly Xuân. Trung Ly Xuân có bản lĩnh lớn như vậy ư? Võ công của Trung Ly Xuân thì tại hạ biết. Trên đời này không có mấy người là đối thủ của cô ấy đâu. Vậy đối với Điền Kỵ và Tôn Tẫn nên làm thế nào? Chẳng phải chúng ta còn có Sở Vương ư? Giờ bọn họ đã tới nước Sở, Sở Vương sẽ không tha cho bọn họ đâu. Ta mong là như vậy. Chúng ta đã đến nước Sở được 5 ngày, mà tới giờ Sở Vương vẫn không chịu tiếp chúng ta. Có lẽ Sở Vương quá bận thôi. Dù có bận thì cũng phải chịu kiến sứ giả của nước khác. Đó là phép lịch sự tối thiểu mà. Có thể
Sở Vương không muốn kết làm đồng minh với nước Tề chăng? Cho dù ông ấy không muốn kết làm đồng minh với nước Tề thì cũng phải có lý do chứ, cho dù là những lý do quấy quá. Vậy tiên sinh nói đi, thế này là thế nào? Ngày bây giờ thì hạ quan chưa thể đoán ra được. Ngày mai chúng ta đi hỏi xem sao. Không được. Hạ quan nghĩ trong chuyện này chắc chắn sẽ có biến cố. Biến cố ư? Liệu sẽ có biến cố gì đây? Ai đây? Mấy ngày nay bọn Điền Kỵ và Tôn Tẫn thế nào? Qua theo dõi nhiều ngày nay của Vi Thần thì hình như Điền Kỵ và Tôn Tẫn đến nước Sở không phải để ngóng thực hư đâu. Nhưng thư từ nước Tề gửi tới đã nói rõ như vậy cơ mà. Khanh nói đi, nên xử trí thế nào? Đại Vương, việc có phải bọn họ đến nghe ngóng thực hư hay không không quan trọng. Điều quan trọng là làm thế nào để giữ họ lại. Giữ họ lại ư? Đúng thế. Điền Kỵ là đại tướng quân của nước Tề, lại là người rất am hiểu tình hình quân binh của nước Tề. Nếu đại vương trọng dụng Điền Kỵ thì nước Tề sẽ không đáng sợ nữa. Còn Tôn Tẫn là một vị tướng soái hiếm có trong thiên hạ này đây. Nghe nói lại rất tinh thông binh pháp Tôn Tử. Nếu giữ được người này ở lại nước Sở để ông ấy phò tá đại vương thì thiên hạ sẽ thuộc về tay đại vương. Đúng, phải nghĩ cách giữ họ lại. Nhưng nếu họ không ở lại thì sao? Sẽ giết họ đi. Những thứ mà đại vương không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Nếu giết họ, nước Tề sẽ trách tội quả nhân. Đại vương, nếu nước Tề mất Điền Kỵ và Tôn Tẫn thì dù muốn trách tội đại vương cũng chẳng thể làm gì được. Khanh nói cũng phải. Đại phu Sử Hoàng, hãy đến thăm Điền Kỵ và Tôn Tẫn đi. Tuân lệnh. Đại phu Sử Hoàng, xin mời. Mời ngồi. Hai vị sứ giả đến nước Sở đã nhiều ngày, nhưng chúa công của tại hạ vì bận việc nước vẫn chưa cho triệu kiến, quả thực là rất có lỗi. Không sao, chúng tôi có thể chờ thêm mấy ngày nữa. Để tỏ ý xin lỗi, chúa công của tại hạ đã chuẩn bị một chút lễ vật để tại hạ mang đến cho hai vị sứ giả. Đại phu Sử Hoàng, lễ vật quý như vậy quả thực là chúng ta không dám nhận. Điền tướng quân, Tôn tiên sinh, hai vị là khách quý của nước Sở. Chúa công của tại hạ đã bạc đãi hai vị, nên quả thực là vô cùng áy náy. Nếu hai vị không nhận lễ vật này thì chúa công của tại hạ sẽ cho là hai vị không muốn lượng thứ cho người. Thôi được, chúng tôi xin nhận. Điền tướng quân, Tôn tiên sinh, chúa công của tại hạ còn muốn cho hai vị xem cái này. Đây toàn là những tin đồn nhảm. Đại phu Sử Hoàng, cái này là có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Chỉ muốn cho hai vị biết thôi. Những điều trong thư nói có liên quan đến những nhân vật quan trọng trong triều của các vị đấy. Đại phu Sử Hoàng, bức thư do chính tay chúa công của chúng ta viết, các vị xem rồi. Xin các vị hãy tin chúng ta. Chúng ta đến đây là vì chuyện kết làm đồng minh, chứ không phải đến thăm dò tình hình hư thực của nước Sở đâu. Các vị là những nhà quân sư, những điều nói ra đều hư thực thực, thật thật giả giả. Ta sao có thể biết chuyện nào của các vị là thật, chuyện nào là giả đây? Ta có thể thề với trời, tại hạ có thể tin hai vị, nhưng tại hạ chẳng có cách nào khiến chúa công của tại hạ tin các vị cả. Giờ này ta không bao giờ nói dối cả. Nếu không nói dối kẻ địch thì sao có thể chiến thắng kẻ địch được? Chúng ta nói với tư cách là những người bạn.
Vậy các vị làm thế nào khiến chúa công của tại hạ tin tưởng các vị là bạn đây? Ngài nói thử xem. Hãy ở lại nước Sở để phò tá chúa công của tại hạ. Không thể được. Vậy thì chúa công của tại hạ chẳng thể nào tin các vị là bạn của người cả. Ngài muốn giữ chúng ta lại ư? Không phải là muốn giữ, mà muốn điều tốt cho hai vị thôi. Hai vị thử nghĩ xem, trong triều của nước Tề đã có người nói các vị là gian tế được đưa sang nước Sở. Dù chuyện này là thật hay giả, họ đều muốn dồn hai vị vào chỗ chết. Cho dù các vị có quay về, thì đối với các vị cũng chẳng có kết quả gì tốt cả. Chỉ bằng hãy ở lại nước Sở. Chúa công nước Sở nhất định sẽ trọng dụng các vị. Tại phu Sử Hoàng, chúng ta là sứ giả của nước Tề. Khi chưa hoàn thành sứ mệnh, chưa thảo luận việc cách làm đồng minh thì không thể ở lại nước Sở được. Chuyện đó dễ thôi. Tại hạ sẽ nói với chúa công và người đồng ý việc cách làm đồng minh với nước Tề là được chứ gì. Sau khi bàn xong chuyện cách làm đồng minh, chúng ta còn phải quay về nước để bẩm lại với chúa công. Tôn tiên sinh, không cần các vị phải đích thân quay về, hãy sai tùy tùng của các vị về nước là được rồi. Không được. Chúng ta là sứ giả của nước Tề, cần phải đích thân quay về nước. Điền tướng quân, xin đừng vội nói đến hai chữ không được. Hay là cứ để các vị suy nghĩ cho kỹ đã rồi sẽ tính lại sao? Thôi, tại hạ xin cáo từ. Không ngờ Sở Vương lại như vậy. Tiên sinh nói đi. Chúng ta nên làm thế nào? Hãy khẳng định chuyện kết làm đồng minh trước. Sau khi nhận được thư do chính tay Sở Vương viết cho đại vương, chúng ta hãy sai người phi ngựa đem về, rồi sẽ tính bước tiếp theo. Việc kết làm đồng minh đã được khẳng định. Bức thư của quả nhân viết cho đại vương của họ, họ đã cầm rồi. Vì sao họ còn không nhận lời với quả nhân? Họ nói là hãy để cho họ suy nghĩ cho kỹ đã. Có chuyện gì phải suy nghĩ đâu. Nếu họ không nhận lời với quả nhân thì quả nhân sẽ giết chết họ. Đại vương, không thể nóng vội như vậy. Ai có được tôn tấn, người đó sẽ có được thiên hạ. Xin đại vương hãy chờ thêm hai ngày nữa. Nhưng nếu hai ngày nữa họ vẫn không nhận lời thì sao? Đến lúc đó giết họ cũng chưa muộn. Thôi được, quả nhân sẽ cho họ thêm thời gian hai ngày nữa. Người đưa thư chắc là về đến địa giới của nước Tề rồi. Nếu phi ngựa nhanh thì chắc là tới rồi. Điền tướng quân, Tôn tiên sinh, hai ngày đã trôi qua, các vị suy nghĩ thế nào rồi? Đại phu Sử Hoàng, suy nghĩ chuyện gì cơ? Chuyện ở lại nước Sở ấy. Chúng ta không thể nhận lời được. Đây là sự trả lời của hai vị ư? Đúng thế. Thế còn tiên sinh? Điền tướng quân đã nói rồi mà. Các vị không định thay đổi ý định của mình ư? Đại trưởng phu, một lời nói nặng tựa chín đỉnh. Thôi được. Chúa công của tại hạ có lệnh, nếu không chịu ở lại nước Sở, sẽ giết chết hai vị. Kế mượn dao giết người là kế thứ ba trong số 36 kế. Ý của nó là mượn tay người khác để trừ bỏ đối thủ của mình. Châu Kỵ và Công Tôn Duyệt đã dùng kế này mượn tay Sở Vương dồn Tôn Tẫn và Điền Kỵ vào chỗ chết. Muốn biết chuyện sau này thế nào, xin xem tiếp tập sau có nhan đề Mượn Gió Bẻ Măng.